công ty sơn dọn ra cái gì mất rồi á. Bánh khọt miền Đông là một trong những quán bánh khọt nổi tiếng ở Vũng Tàu. Đây là cái công đoạn chiên bánh khọt ở bánh khọt miền Đông này. Bánh khọt nơi đây được chiên với rất nhiều dầu, dầu lên láng. Bán giá đĩa lớn 35.000, đĩa nhỏ 30.000. Đồ chua là đu đủ bào. Đố bạn biết cái này là cái gì? Lúc đầu mình nghĩ là nước trà nhưng mà thật ra là nước mắm đó. Lúc này quán chưa đông khách. Đây là một dĩa lớn giá 35.000. Bánh rất giòn nhưng nước mắm thì hơi nhạt. Mời các bạn cùng thưởng thức với chúng tôi.